Hello tất cả các bạn nhá. Mình đang nấu món cá đắng, cá khô và món thịt kho tàu đây này. Thì cá đắng mình đang xào ít thịt cho nó cháy cạnh đi đã. Xong rồi mình mới bỏ cá khô vào mình rang qua. Còn cái này mình đang làm nước màu đấy các bạn. Kinh nghiệm mình bỏ làm nước màu thì mình bỏ một ít ít dầu ăn vào trước, xong rồi mình bỏ đường vào mình thắng lên. Để cho ra màu, lát nữa mình sẽ làm món thịt kho tàu đó các bạn. Đây nha, mình thấy như thế này là được rồi các bạn. Ok đấy, màu như thế này là được rồi. Là nó đen rồi này. Rồi, còn cái món này. Để mình bỏ cái máy xuống, mình làm cho nó hai tay cho nó online nha. Còn vợ thì đang bóc trứng ngoài này. Đấy, vợ là vi cục tin đang bóc trứng này. Mình đang làm cho này. Đây, chúng ta thấy thịt ba chỉ đã vàng vàng rồi này, nước màu thì đã được rồi. Nước màu này thắng lên là ok rồi đấy. Rồi, bỏ thịt vào đây, chúng ta xào qua cái. Nhìn cái thịt ba chỉ các bạn này. Nhìn cái thịt ba chỉ nó cháy cháy cái cạnh này này. Là được rồi đấy, sắp được rồi. Cái cá đắng gì thì trong cái tập mà theo chân hai anh người ED đi dí cá ấy, thì anh ấy có cho một xí thì hôm nay mới ăn các bạn ạ. Vì cũng chẳng có dịp mà hôm trước thì đi Tàn Lùng mấy ngày mới về. Đấy. Bỏ cá khô vào đảo đều. Cái món này là phải cay cay các bạn nhá. Cái món này phải ớt cay cay vào. Bữa cơm gia đình buổi trưa hôm nay là thứ ngày mùng 1 đây. Mùng 1 thì vợ chồng em cũng không ăn cay gì cả nên vẫn cứ nấu mặn ăn bình thường thôi. Đấy, rang qua một xí thì cá nó săn săn. Cá nhìn thấy nó vàng vàng được được cái là bỏ cà vào. Rồi chúng ta bỏ cà vào nhá các bạn. Cà em nó xài cho cà đắng ấy. Cà này của người đồng bào ấy. Cà này đắng lắm các bạn ạ. Cà này thì thôi chứ đắng kinh khủng. Nhưng mà ăn ngon lắm. Ôi thơm quá các bác ơi. Thơm rực mũi luôn ấy. Trời ơi thơm lắm. Thơm kinh khủng. Em sẽ bỏ trước một ít bột nêm để cho nó ngấm vào nhá. Đầu tiên là hạt tiêu bắc. Trong này thì ăn không thì thiếu hạt tiêu bắc được. Lát nữa bỏ ớt nữa. Tây bắc thì có mắc khén hạt rồi ấy, nhưng mà em ở trong này là cứ tiêu bắc thôi. Mắc khén hạt rồi mình ăn không quen á. Cái hương vị của mình nó cũng khác. Không quen nên nhiều khi là mỗi vùng miền ăn có mùi khác nhau. Còn em nấu cái món này cũng mang tính chất là gia đình thôi nhá. Rồi đổ một ít nước vào các bạn nhá. Cái món này em nấu cũng mang tính chất gia đình nhà em thôi chứ chẳng có cao sang hải vị cao sang gì đâu, nhà hàng nhà hát gì đâu. Nhà em ăn như thế nào em quay em chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Chiều nay em lại có khách từ phương xa về đây. Có khách phương xa về xem World Cup đây. Đó như thế này là ta nấu lên thôi. Nấu lên cho nó nhừ ra. Đây, thịt kho tàu em đã cắt rồi này. Và em đã ướp rồi. Vợ vẫn đang bóc trứng ngoài kia. Đây.
Em đã cắt rồi, bây giờ em sẽ bỏ vào đây nha. Đây, em sẽ bỏ cái thịt này vào đây. Mang cái máy quay ra đây cho rõ nét hơn. Em đã ướp gia vị thì trong thịt kho tàu này thì em có thắng nước đường lên nè. Rồi trong thịt kho tàu này em đã ướp bột nêm, bột ngọt, một hạt tiêu bắp là nhiều đấy. Rồi cái gì nhỉ? Nước mắm, một ít nước mắm. Một ít nước mắm đó. Thì mỗi vùng miền nó mỗi kiểu khác nhau các bác nhá. Em chỉ chia sẻ cái tính chất gia đình nhà em thôi, chứ không có cái gì cao sang đâu, có cái gì em làm cái đó đấy. Trứng thì chúng ta có thể bỏ sau nhá, cứ ninh thịt cho nó mềm mềm kỹ thật xí. Trứng sẽ bỏ sau đấy. Ừ, em thịt ba chỉ, thịt thịt kho tàu thì chúng ta cắt to to một xí, đừng có cắt nhỏ quá các bạn ạ. Các bạn thấy này, em cắt hơi to to một xí. Mua cái thịt ba chỉ ấy, còn em ở đây này ít ăn mỡ nên em mua cái thịt cũng hơi nạc một xí các bạn ạ. Nhưng mà được cái thịt ba chỉ thì có vẻ như nó ngợi, nó ngon hơn nhiều. Đấy, còn cái trứng này thì lát này em bỏ. Trong này em ướp gia vị cũng được khoảng 30 phút rồi đấy, nên vô tư bây giờ có thể nấu được rồi. Đó, bây giờ chúng ta có thể nấu được. Nhiều vùng miền thì họ cái thịt kho tàu này họ bỏ cả nước dừa các bác nè. Nhưng mà nước dừa nó ngợi quá em cũng không bỏ đâu. Em cũng chỉ bỏ nước lọc thôi. Em cũng không bỏ nước dừa đâu nhá. Em nấu như thế nào em chia sẻ như vậy thôi, không có nước dừa đâu. Nước dừa ăn có vẻ như nó sẽ ngon hơn đấy, nó ngậy ngậy, nó béo béo và nó thơm hơn, nhưng mà em thì cũng dư chất rồi nên em không bỏ nước dừa này, em chỉ bỏ tí tính chất gia đình nhà em thôi. Cái dừa nhà em cũng đầy, vợ em đẻ cái em mua cái gà đó, thấy chưa, dừa đầy ra nhưng mà em không bỏ, tại vì nó cũng có một cái vùng miền nó mùi khác nhau ấy. Bỏ nước dừa thì mùi có lẽ như là nó rất thơm nhưng mà em cũng không không hợp ăn lắm, nên em chỉ tính chất gia đình thôi. Còn bây giờ em sẽ đi hái ớt nha các bác nhá, mời các bác đi theo em hái ớt. Đây mẹ đang lượm đậu phụng nè. Trưa nay em làm bệnh nhân mụn quá nên không đi xuống Hà Nội được. Hôm nay là ngày mùng 1, đáng lẽ là về nhà bà nội chơi đây. Nhưng trưa nay em làm bệnh nhân mà đến hơn 10 giờ, 11 giờ, 10, 10 rưỡi mới xong, mới bảo thôi nắng quá chẳng đi nữa. Chờ cô tin đi nắng mệt lắm. Đi thì đi xe máy chẳng có ô tô nữa nên vất vả lắm. Đây, cái ớt nhà em đây. Tăm nè. Nhà em thì hơi hơi tương đối nhiều ớt đấy. Thì nhà ăn ớt mà nè. Đây chừng này có vẻ như là đủ cho hai món rồi đấy, chứ không cay quá đâu. Bỏ cái thịt kho tàu em chỉ bỏ vừa phải, cô tin nó cay nó không ăn được nhá. Tin chào các bác đi con. Chào các bác, ớt cay nè. Ui không được đâu con, ớt cay lắm, để đó cho bố. Chào các bác nè, các bác thấy không nè, cái thịt nó lên màu đẹp không đó các bạn, bác thích và các bạn thấy không, cái màu màu lên đẹp không này, cái màu của mình thắng nước đường ấy lên rất là đẹp, trời ơi đẹp ghê, màu vàng vàng đẹp vậy. Rồi em sẽ cắt ớt vào nha, mình sẽ cắt ớt vào các bạn nhá. Cái món này thì cay cay một xí còn ngon, nhưng mà có cutin này nên mình cũng bỏ ít thôi. Cô Tin thì cũng mẹ nó cũng đảm nó làm cái đồ ăn khác cho Tin rồi. Là mình cắt hai quả thôi các bạn nhá. Đó, các bạn thấy màu đẹp đấy không? Màu đẹp nhờ này. Cái màu nó sánh lên đẹp này. Còn cái nồi này thì đang sôi, ninh cà này phải ninh hơi lâu đấy. Lát nữa sẽ bỏ lá tía tô vào nè. Lá tía tô này, rồi lá gì nhỉ nhờ, lá lốt nữa vào, ôi trời ơi thơm ăn ngon lắm. Đó màu đẹp không. Rồi bây giờ để ninh cho nó nhừ ra các bác ạ. Xong rồi một lúc nữa chúng ta sẽ bỏ trứng vào nhá. Còn vợ em đang chuẩn bị đồ ăn cho cô Tin. Đây Tin chuẩn bị đi ăn cơm. Bây giờ cũng là cũng khoảng 11 giờ rồi đấy, nên cho Tin ăn trước.
Nhà cũng có hai vợ chồng nên nó cũng vất vả lắm các bác ạ. Này xôi rồi các bác này. Thì bảo đang tâm sự với các bác. Nhà cũng có hai vợ chồng thôi nên nhiều cái nó cũng vất vả lắm các bác ạ. Thứ nhất là nhà con nhỏ mà vợ lại đang lại bầu nữa, chót rồi để, thì cũng sinh nó nở xong rồi để đi làm. Ông bà nội bà ngoại thì ở xa cả nên nhiều khi là mình có công có việc là mình nhờ một xíu cũng khó khăn các bác ạ. Thế thôi hai vợ chồng cũng phải gắng thôi. Vợ cho con ăn thì em nấu ăn. Rồi vợ rảnh rỗi thì để em trông con cho vợ nấu ăn vậy thôi. Vợ em hiện tại ngày trước cũng làm công việc kế toán nhưng mà hiện tại là đang nghỉ 2 năm không lương để trông thằng cu tin. Thứ hai nữa là để sinh nở xong rồi lại đi làm tiếp. Thì em cũng có đóng bảo hiểm cho vợ. Cái này em cắt ướp rồi này. Lúc nãy máy đang quay em tưởng là đang nữ cơ. Nên là quay xong thì máy em là 10 cứ 10 phút là nó tự ngắt. Thì đang nói tiếp là vợ 2 năm rồi thì em vẫn cứ đóng bảo hiểm được khi sinh xong là có một khoản tiền thất nghiệp ấy. Trong đó là thằng cu nhóc sinh xong là được 6 tháng thì lại thuê người để cho vợ đi làm. Nên mình không phải nói vất vả vì kinh tế gì cả nhưng mà vất vả là khi có công việc vợ mệt cái mà thằng cu tin là nghèo mà em có bệnh nhân rồi thì lại không trông được. Rồi thế này thế nọ mệt lắm nên hai vợ chồng phải gắng thôi các bạn ạ. Đó nên em bếp núc vợ cứ bận cái là em lại vào bếp thôi, vợ chồng mà chẳng có gì hết, lau nhà rửa chén cho vợ là bình thường. Đối với em là chuyện nhỏ. Này, ui sợ em nấu ăn mà toát cái mồ hôi này. Quá sợ. Đó, cái món này phải cay cay, món này em đã bỏ ớt nhiều rồi đấy. Hôm nay em cắt ớt thì em từng cái máy vẫn đang quay. Hóa ra là cái 10 phút là nó tự tắt bực mình. Thành ra là cứ nói một mình vậy. Wow, cái này chắc cũng tương đối sắp được rồi, em sẽ nếm thế nào. Đắng đắng cay cay ngon lắm các bác ạ. Các bác có dịp nào mà ghé đây em lại đi mua hoặc đi xin cái cà đắng này về cho em nấu cho các bác xe ăn nhá, ngon lắm. Tuyệt vời luôn các bác ơi. Giờ em bỏ bọt trứng vào đây nhá. Bỏ trứng vào đây. Trứng thì là cũng trứng gà với lại trứng ăn thì em nó có thôi chứ chẳng phải mua gì đâu. Cá khô thì phải mua đi chứ còn thịt thì phải mua đi chứ còn trứng thì gà với lại ngan nhà em để đây nên không lo. Nhà có hai vợ chồng nên vợ bận thì chồng làm nên các bác đừng thấy bảo ủa sao đàn ông mà cái hay vào bếp nhá, đừng có cười nhá. Nhà ông bà đều xa hết nên con cái rồi em nấu ăn thì vợ cho cu tin ăn, hôm nào vợ rảnh thì vợ nấu ăn cho cả nhà ăn vậy thôi. Xem nào. Chắc được rồi bác, món này chắc được rồi. Để em đi hái lá lốt nha, hái lá lốt tía tô bỏ vào. Đây các bạn này, em cũng vừa mới đi hái lá tía tô này, lá lốt về này. Bây giờ là bỏ vào cái nồi canh các bạn nhé, em đang đun lại cho nóng sôi lên. Thì em chia sẻ này, cái lá tía tô này cũng là một vị thuốc đấy, nó tuyệt vời luôn. Ngoài cái công dụng là giải cảm đồ ra em không nói rồi nè. Nó còn có cái tác dụng thế này này. Đó là cái bà bầu mà cái tháng cuối cùng sắp đi sinh á. Các bạn cứ ăn nhiều lá tía tô này vào, bảo đảm đẻ rất là dễ luôn, em nói thật đấy. Đó là bí quyết của em đấy và kinh nghiệm của em đấy. Và thứ hai nữa, đây là có nhiều nhiều tác dụng lắm nhưng mà em chỉ nói sơ sơ và em nhấn mạnh thêm cái điểm là khi bà bầu sắp đẻ là ăn nhiều cái lá tía tô vào nhá, đẻ cực nhanh luôn. Còn nó còn rất là nhiều mẹo nữa cơ. Cái đi đẻ nó còn nhiều mẹo lắm nha, em chia sẻ thêm là đang có tía tô thì em nói thôi. Còn cái lá lốt đây này, nó là một vị tất, nó là tất bát đấy. Vị thuốc trị đau nhức xương khớp, thấp khớp tuyệt vời luôn nha. Đó.
Em thì hay nói nhiều này các bác đừng có cười nhá, kể em biết cái gì em nói cái đó, chứ em chẳng có nữa đâu. Những cái video hoặc là những cái nấu ăn của em và em chẳng chuẩn bị cầu kỳ đâu, tức là gia đình nhà em có cái gì thì em quay lên em nó nấu, chứ em quay lên cho các bạn thì các bác thấy vậy thôi, các bạn thấy như vậy thôi, chứ em chẳng có cầu kỳ là phải lắm đâu. Em có cái gì em xài cái đó, em có cái gì em nấu cái đó. Đó. Như đơn sơ em làm như vậy thôi đấy, nó mộc mạc đơn sơ thôi. Cái kênh của em thì kênh thật, em không, nói chung là rất là hy vọng và trau chuốt vào cái kênh đó, nhưng mà em cũng không phải cầu kỳ trong những nhiều cái đâu. Em có cái gì em quay cái đó thể hiện cái đời sống thực của trong em ấy, rồi đời sống thực của vợ chồng em rồi. Các bạn nhá, các bạn xem thì đừng có cười, mà có cười thì cũng cười khẽ khẽ và nhắc nhở em như nhẹ nhàng. Đấy, em đào qua một xí nữa là ok, chờ cô tin ăn xong nữa là vợ chồng em chín thôi, cũng khá là muộn rồi, 11 giờ rồi. Có bạn nào bị kích thích bởi món này không nhỉ? Ui thơm quá, rất là ngon, cà đắng cá khô. Món rất là đơn giản bình dân, nhà em hôm nay nấu ăn không có một cái gì là cầu kỳ, không có cái gì là nói chung là cái gì nhỉ, gọi loại là sơn hà hải vị cả đó, rất là đơn giản rồi thôi em, đời sống thực vậy đấy. Và cái nồi này vẫn đang sôi các bạn này, đó cái nồi thịt kho tàu của em vẫn đang sôi này, nhìn ngon nhỉ, em thấy ngon quá rồi. Cái nồi này tắt bếp bập rồi, chờ tin nữa là xong các bạn nhá. Các bạn ơi, nhà em xong rồi này, em dọn mâm lên rồi này, thịt kho tàu lấy nét nào nhìn hấp dẫn không các bạn ơi. Và món hôm nay cà đắng cá khô. canh rau cải, thịt rau cải nhà em trồng được thì vợ chồng em chỉ ăn đơn sơ thế này thôi các bạn ạ. À, buổi trưa vợ chồng em ăn như thế này thôi. Buổi chiều nay một là có khách, hai là lại về bà nội chơi đây. Em cũng mời các bác ăn cơm với gia đình nhà em nhá. Tin chào các bác đi. Tin nhà em ăn lâu lắm, bây giờ là 12 giờ thiếu rồi đấy. Rồi vợ ăn đi, mời các bác ăn cơm với em nhá. Rồi em xem nào, đây là món cá khô, gì nhỉ, cà đắng cá khô này. Ngon mày nhờ. Mời các bác nha. Cái này ngon quá. Trong kia món cà đắng cá khô này thì em đã có ba chỉ, em ba chỉ mình rang út tít, rang cho nó cháy cái cạnh ra mở đấy, xong rồi bỏ cá khô xào lên rồi bỏ đó, quá trình em nấu vào đấy nó có mùi thơm của lá lốt này, tía tô này, các gia vị nó quyện lại rất là ngon các bạn ạ. Cái nước này ăn cơm cũng được này này, cái nước này rất là ngon này. Và mùi ớt nó thấm vào nữa tuyệt vời lắm. Và cái món này thì em không biết thế nào, em thử xem nha các bác nhá, mời các bác nhá. Mình không phải nói chứ, mình ăn là mình nấu thì mình ăn mình rất ngon, nhưng mà mình nói thật là ngon các bạn ạ. Ớt này, tiêu bắc này, mọi gia vị nó quyện lại này, vị ngọt của đường này, mọi cái gia vị mình nêm nếm này nó rất là đậm đà, tại vì mình ướp cũng được tầm 30 phút nó rất là ngon. Còn món này là mẹ nấu, vợ em nấu, rau cải ở nhà đây. Cái này thì dễ nấu không các bạn? Chào thịt rồi bỏ nước lên ăn rất là ngon. Nhà em thì ăn nhạt không không ăn mặn lắm. Đó em mời các bác ăn cơm buổi trưa cùng với gia đình nhà em nhá. Tin ơi, đây, gia đình nhà em vẫn cứ có thói quen xem tivi khi ăn cơm đây. Rồi mời các bác nhá. Đây này, chia buồn này. Em vừa mới bị hư cây từ sướng, nó vỡ mất cái bánh xe do mình vặn cái ốc chặt quá này. Lại mất tiền rồi đây, trưa lại mất tiền rồi đây. Em cũng kính chúc các bác có bữa ăn cơm trưa cùng với gia đình ngon miệng.
có nhiều video hay để cho anh em cùng xem nhá. Chào các bác. Các bác nhớ ủng hộ em bằng cách đăng ký, like và chia sẻ. Và tạm biệt. Pin tạm biệt các bác đi con. Tạm biệt nào. Rồi, cứ tin giờ.